Xin chào, hiện tại trên tay mình là chiếc drone mới nhất của nhà DJI, chiếc DJI E2S. Phiên bản này được đánh giá rất là cao bởi vì nó đã khắc phục hầu hết những cái yếu điểm của phiên bản DJI E2 trước đây và nó vẫn sẽ được tích hợp rất là nhiều tính năng phù hợp cho người sử dụng chuyên nghiệp. Bây giờ thì hãy cùng mình đi tìm hiểu về chiếc DJI E2S này nhá. Về thiết kế thì chiếc DJI E2S này cũng không có quá nhiều điểm khác biệt so với cả phiên bản trước đây về cả kích thước cũng như là trọng lượng. Và nếu như ai đã từng sử dụng chiếc DJI E2 thì có thể thấy được rằng là nó khá là quen thuộc. Ví dụ như kiểu một vài những cái phụ kiện có thể dùng chung, ví dụ như ở viên pin này hoặc là cái tay cầm điều khiển. Phiên bản Fly More Combo vẫn đi kèm hàng loạt những phụ kiện như là 4 filter ND từ 4 cho đến 32 stop, 2 pin phụ và đốc sạc. Những phụ kiện này có thể xem là không thể thiếu khi bay chuyên nghiệp, đặc biệt là bộ pin sẽ nâng tổng thời gian bay lên tới là 1 tiếng rưỡi cho một lần sạc đầy đủ cả 3 viên pin. E2S có thể coi là phiên bản tích hợp đầy đủ các tính năng chuyên nghiệp của Mavic 2 Pro với thiết kế nhỏ gọn của E2. Điểm cộng lớn nhất cũng như là đáng tiền nhất trên phiên bản này đó chính là nâng cấp về cảm biến ảnh khi mà nó đã có cảm biến lớn hơn lên tới là 1 inch. Cảm biến mới với kích thước lớn hơn có độ phân giải lên tới là 20 megapixel cùng kích thước điểm ảnh nâng lên là 2.4 micromet, cho phép E2S quay chụp trong điều kiện thiếu sáng tốt hơn đáng kể, mang đến chất lượng hình ảnh nét hơn và đây cũng là độ phân giải cao hàng đầu trong các dòng drone tầm trung hiện tại của DJI. Cảm biến này có thể quay video tối đa lên tới là 5.3K ở tốc độ 30 hình trên giây hoặc 4K ở 60 hình trên giây ở định dạng là 10 bit D-Log và HLG có thể lưu trữ tới là 10 tỷ màu. Cảm biến nhận diện chướng ngại vật của DJI E2S đã được nâng cấp thêm một cặp cảm biến hướng lên trên. Bên cạnh đó thì những cái cảm biến trước và sau cũng như là phía dưới thì vẫn được giữ nguyên giống như là phiên bản tiền nhiệm. Chế độ tránh vật thể tự động APS 4.0 cũng nhận nhiều cải tiến, kết hợp với phần cứng nâng cấp sẽ tăng độ an toàn khi bay trong những vị trí nhiều chướng ngại vật. Ngoài ra thì DJI cũng tích hợp thêm công nghệ mới là AirSense, có khả năng nhận diện sóng phát ra từ những máy bay dân sự để tránh né từ xa. Công nghệ thu phát sóng độc quyền Orcasing cũng đã được nâng cấp lên phiên bản 3.0. Thân drone cũng được trang bị tới 4 anten thay vì 2 để đảm bảo đường truyền ổn định, nhanh và mạnh hơn, khoảng cách truyền tối đa lên tới là 12 km. E2S thì vẫn sở hữu những cái tính năng phần mềm thông minh để dễ tạo ra được những cái thước phim chuyên nghiệp và hoàn hảo. Ví dụ như kiểu là Active Track 4.0, Point of Interest 3.0, Spotlight 2.0. Đây đều là những cái tính năng cực kỳ quen thuộc với những người dùng đã từng sử dụng drone của nhà DJI. Nhưng mà trên phiên bản này thì các cái phần mềm thì đã được nâng cấp lên phiên bản mới, cao cấp hơn và hoàn hảo hơn. Ngoài ra thì hãng cũng mới cập nhật thêm tính năng Master Shot, có thể tự tính toán nhiều góc quay khác nhau, sau đó ghép thành một video hoàn chỉnh. Bạn chỉ cần bấm nút và tạo dáng, phần còn lại là để E2S lo hết. Phần còn lại của phiên bản E2S cũng không có quá nhiều điểm khác biệt so với cả phiên bản E2, từ ứng dụng điều khiển dành cho smartphone cho đến tay cầm điều khiển. Ứng dụng DJI Fly vẫn liên tục được cập nhật để tối ưu về giao diện, tính năng. Còn bộ điều khiển từ xa thì có viên pin lên tới là 3500 mAh để có thể tối ưu thời gian sử dụng rất là lâu dài, cũng như là dùng làm sạc dự phòng cho điện thoại nữa. Nhìn chung thì chiếc DJI E2S này là một chiếc drone dành cho người bán chuyên, nhưng mà chúng ta sẽ có rất là nhiều lợi thế. Nào là về phần chất lượng hình ảnh tốt hơn, được tích hợp rất là nhiều những cái tính năng, những cái phần mềm hợp lý và nâng cấp rất là nhiều, nhưng mà lại có một cái giá thành rẻ hơn rất nhiều so với cả những cái chiếc drone chuyên nghiệp. Đây có thể coi là một lựa chọn cực kỳ đáng tiền, không rẻ cũng không đắt nhưng mà hoàn toàn dễ tiếp cận.